Dạ, em kính chào quý cô bác anh chị đã quay lại với kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước ha. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho cả nhà mình một mảnh vườn cao su nhé cả nhà. Mảnh vườn cao su em muốn giới thiệu với cả nhà là cao su đã trồng được 4 năm tuổi cả nhà mình ha. Và cái địa chỉ của mảnh vườn cao su em muốn giới thiệu với cả nhà mình á thì nằm tại là ấp 5, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước cả nhà mình ha. Mảnh vườn cách đường DT 759B, đồng thời là trung tâm trường trạm của huyện Bù Đốp mình nhé cả nhà, là rơi vào bán kính là 4 km cả nhà mình ha. Còn cách trường học các thứ là chỉ rơi vào hơn 1 km đến 2 km. Là ở đây là có trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 của gọi là trường ABC cả nhà. Còn nếu mà là trường chuẩn thì rơi vào 4 km ha. Ở đây thì dân cư đông đúc tấp nập này cả nhà. Mặt đường này là mặt đường 6m nha cả nhà. Còn đường điện 3 pha là nằm ngay trên đầu mình. Đường điện này, wifi, trường trạm là đầy đủ cả nhà mình ha. Khu dân cư ở đây thì an ninh tốt nhé cả nhà. Và cái mảnh vườn cao su em muốn giới thiệu với cả nhà mình á, là có 2m mặt tiền đường đi vào, chỉ cách mặt tiền đường nhựa 40-50m thôi. Và bung hậu ra là 8.693,4m2 cả nhà mình ha. Đất này đã được đăng ký sử dụng là đất cây lâu năm nhé. Sổ cực kỳ đẹp và nở hậu, nói chung đẹp lắm. Sổ bung cực kỳ đẹp luôn. Đó, và cái đường 2m thì có hiển thị trên sổ của mình luôn ha. Và bọn em cũng vừa mới nhờ địa chính vào đo thì ranh giới đất của mình là diện tích là đủ hết nhé cả nhà. Thì bây giờ em sẽ quay xung quanh cái khu dân cư cho cả nhà mình tham khảo. Thì tí nữa em sẽ đi vào cái dãy em quay lại cho cả nhà mình xem ha. Thì quý cô bác anh chị mình xem á, ai thiện chí thì xin liên hệ với em qua số điện thoại là 032 9393 717. Đây cũng là số điện thoại và số Zalo của em nha. Mọi thông tin chi tiết cả nhà kết bạn với em sẽ cho trực tiếp gặp chủ và xem sổ sách, mình có thể là trao đổi và công chứng được trong ngày luôn nhé cả nhà. Và theo hướng tay của em là mình sẽ đi có vài một ít này thôi là tới cái mảnh đất của mình luôn ha. Bây giờ cả nhà cùng đi theo bọn em vào cái mảnh đất đó nha. Dạ đây quý cô bác anh chị mình ha, em là đi tới cái mảnh đất mà em muốn giới thiệu với cả nhà mình. Thì cũng như ban đầu em giới thiệu là có 2m mặt tiền đi vào á. Đây là cái ranh giới đầu tiên nhé cả nhà, giáp với cái hồng nhà hàng xóm ha. Còn 2m này là đi thẳng vào trong nhé. 2m này là chủ đã được, cái này là được địa chính đo vào là cực kỳ chuẩn luôn rồi cả nhà mình ha. Ở đây có sơn mốc đầy đủ hết luôn này. Mà đi vào chỉ một tí xíu nữa là vào tới cái vườn của mình thôi. Dạ đó, thì trước khi vào em sẽ quay cái hình sổ cho cả nhà mình hình dung cái miếng đất của mình luôn ha. Dạ đây nha cả nhà, miếng đất của mình là như thế này này cả nhà mình. Đó, cả nhà mình thấy không ạ? Là 2m đường mặt tiền đường nhựa này ha, sẽ chạy ra vào trong cái miếng dãy của mình và bung hậu ra như ban đầu em giới thiệu. Là với tổng diện tích là được 8.693,4m2, nằm tại ấp 5, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước cả nhà mình ha. Đất này đã được sử dụng là cây lâu năm ha. Bây giờ em sẽ đi vào trong cái dãy, em quay cho cả nhà mình xem nha. Dạ đây quý cô bác anh chị mình ha, em đã đi tới vào cái dãy mà như ban đầu em giới thiệu với cả nhà mình là có 2m mặt tiền đường lúc nãy em đứng em giới thiệu cho cả nhà mình nhé. Thì bây giờ em đã đi vào tới cái dãy là với tổng diện tích là 8.679 phải mấy, nói chung là gần 8.670 cả nhà mình. Hay là mình còn gọi hay gọi đắt là 8.670 cả nhà. Đó, và cao su này là cực kỳ đẹp luôn cả nhà mình ha. Cao su này là bước ra năm thứ tư này cả nhà. Đó, mà sổ của mình là vuông vức và nở hậu y như là em quay đó. Là mình có 2m ngay cái mặt tiền đường. Và em đứng ở đem quay ra mặt tiền đường cho cả nhà mình xem ha. Từ cái cột điện nó vào đây chỉ có mấy chục mét thôi cả nhà mình. Đó. Và cao su là cực kỳ thoáng đãng luôn. Đó, và to đều đẹp luôn. Chủ chăm sóc sạch sẽ. Đó, thì ranh giới là rất là vuông vức và không hề có tranh chấp gì nhé cả nhà. Tại vì đất này trước khi bạn quay á, là đã địa chính vào đo là đầy đủ ranh giới đất rồi ha cả nhà mình ha.
Mà miếng đất em muốn giới thiệu với cả nhà mình là có 2 mét mặt tiền nhựa, tiêm đường là 9 mét chạy thẳng vào trong nhà cái dãy của mình ha. Là đường là có hiển thị trên sổ nhé cả nhà. Và với giá bán là chỉ có 920 triệu, có thương lượng nhẹ ha. Và chủ bao sổ sách cho mình luôn. Dạ thì mọi thông tin chi tiết cả nhà mình xin liên hệ với em qua số điện thoại là 032 9393 717 để mình được trực tiếp làm giá chính xác với chủ nhà và trao đổi thông tin về sổ sách và giá cả luôn ha. Dạ cái miếng đất của mình là cực kỳ vuông vức luôn. Đó bây giờ em sẽ đi đầu đuôi em quay cho cả nhà mình xem. Đặc biệt ở đây á, là xung quanh là mọi người trồng tiêu và trồng những cái cây ăn trái như xoài các thứ. Chỉ có mình cái dãy của mình ở đây là cao su thôi, nên là ranh giới rất là rõ ràng, không có sợ là tranh chấp nhé cả nhà mình. Đó và đất ở đây này vừa cày luồng xong là chủ chăm sóc cực kỳ sạch sẽ luôn. Đó cả nhà mình. Và tí này em sẽ đi lại cái con đường mà 2 mét chỉ vào cho cả nhà mình xem. Đó thông thoáng và đẹp luôn. Cái mảnh vườn cao su em muốn giới thiệu với cả nhà mình, từ thành phố mà chạy lên là và rơi vào 160 km, từ Bình Dương chạy lên là rơi rơi vào 120 km, từ Bến Cát, Trân Thành, Bình Long, Lộc Ninh mình chạy theo quốc lộ 13 là tới trung tâm của Thanh Hóa. Và cái miếng đất của em nằm tại vị trí là ấp 5, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước cả nhà mình ha. Đó ở đây là khu dân cư san sát luôn, đường điện trường trạm là ok ha. Cái này là mình mua vào mình có thể dựng một cái chòi ở đây mình sinh hoạt, mình chăm sóc, mình làm rẫy là ok hết nha cả nhà mình. Đó ở đây quán xá thì đông đúc tấp nập, anh chị em mình mà có nhu cầu mà mua bán về đồ ăn tươi sống ở đây quán xá người ta mua về rất nhiều ha, mà giá cả rất chỉ là phải chăng luôn. Và miếng đất của mình thì là mình chịu khó là mình bỏ tiền xuống cỡ sang năm là mình có nguồn thu rồi. Và cái thực tế á, cái lô cao su của mình bây giờ thì chưa có nguồn thu á, thì với có giá này chứ để mà có vào nguồn thu được cái này, anh em mình muốn mua đầu tư hay là mua để làm của thì sau này mình không mua được với cái giá này nữa ha. Đó và em có nói chắc chắn là cái giá này mình có thể thương lượng nhẹ nhé cả nhà. Em sẽ cho gặp trực tiếp chủ để mình làm việc luôn. Đó thì bây giờ em sẽ cho quay lại hai cái ranh giới 2 mét mà ban đầu em giới thiệu cho cả nhà mình xem. Và đất này là rất chỉ là bằng phẳng bằng rang luôn cả nhà. Đó bây giờ em sẽ đi lại cái ranh giới cái chỗ 2 mét em quay cho cả nhà mình ha. Còn em quay xung quanh thế này cho cả nhà mình tham khảo thôi ha. Vì xung quanh là không có một lô nào cao su, chỉ có mình ở đây lô mình, nên là cái ranh giới là rất chỉ là ok rồi ha. Đó bây giờ em sẽ đi lại cái chỗ 2 mét em quay cho cả nhà mình xem nha. Cái kênh của em thì lúc nào cũng có hai chị em quay, nên là sẽ cái kênh này chỉ có hai chị em nhà em quay thôi ha, nguồn cũng vậy, nên là rất cả nhà mình yên tâm nha. Đó cái này là giá trực tiếp với chủ luôn này, cực kỳ đẹp này cả nhà mình. Nói chung vào mà để nhìn cái tầm mắt á là ưa lắm. Thích. Đó dạ đây ha cả nhà mình ha. Bây giờ em đang lại cái chỗ mà cái điểm là 2 mét mà có hiển thị trên sổ để đi vào cái mảnh đất cao su mà em muốn giới thiệu với cả nhà mình nè. Dạ đây là cái này là ranh giới mốc là được địa chính đo hết rồi nha cả nhà. Biết cả nhà biết sao mà cái đường này nó rộng thế này không? Tại vì là chủ cả năm chủ không hề đi luôn á. Từ đây đi ra đường tí là em sẽ đi cho cả nhà mình xem. Còn bây giờ em sẽ quay cái dãy cho cả nhà mình nhìn lại một lần nữa ha. Còn em sẽ đi cái đường này cho cả nhà mình tham khảo luôn nha. Cái đường này là biết sao nhà chủ ở kề đây, lâm ra là chủ không có đi cái đường này bao giờ hết á. Chủ đi cái đường bên hông bên kia kìa, tại vì đất của chủ ở đây là cực kỳ rộng luôn. Đó còn 2 mét ở đây là vừa mới gọi địa chính vào đo lại, nên là bây giờ vừa mới chặt phát này. Giáp lên cái lưới B40 của mình là sẽ được 2 mét này ha. Đó còn bây giờ đi dọc ra cái đường như lúc nãy em giới thiệu cho cả nhà mình xem đó. Đường này là có hiển thị nên cả nhà mình không lo nha. Đất này là không có tranh chấp và không nằm trong khu quy hoạch nhé cả nhà mình. Đó và với tổng diện tích là gần 8,7 ha. Với giá là 920 triệu có thương lượng nhé cả nhà. Chủ bao sổ sách cho mình nên là có vấn đề gì trục trặc hay thế nào là chủ trách nhiệm, chịu trách nhiệm hết ha. Nên cả nhà mình cứ yên tâm thôi. Anh chị em cô bác ai thiện chí thì xin liên hệ với em qua số điện thoại là 032 9393 717 ha. Cái này là em sẽ cho gặp trực tiếp chủ mình làm việc giá cả sổ sách luôn. Đó cái này biết sao, tại vì nhà hàng xóm kế bên có cây vú sữa cực kỳ to và mát luôn, nên là không có chặt để cho vươn ra cho có trái, nhưng mà nếu mình chặt một cái là cực kỳ thoáng luôn. Đó đây ha cả nhà mình ha. Ở đây là chủ đã có đổ đá để cho mình làm cái đường chắc chắn này. Anh chị em mình mà ai có thiện chí mua về thì mình đổ đường đan.
Hoặc không mình rào lưỡi mình chôn cọc cho cái con đường của mình nó rõ ràng ha. Đó. Đây là cái ranh giới mà vừa đo này cả nhà. Từ đó chạy sang bên cái chỗ cọc đó là 2 mét cả nhà mình ha. Còn mặt tiền đường nhựa thì ngay đây rồi. Khu dân cư ở đây thì đông đúc tấp nập ha. Đường điện 3 pha, wifi thì đầy đủ ha cả nhà mình ha. Khu phố an ninh trật tự nhé cả nhà mình. Dạ thì em cũng xin phép quay đầu đuôi cái mảnh vườn cao su 4-5 tuổi cho quý cô bác anh chị mình tham khảo ha. Thì em cũng mong quý cô bác mình theo dõi và ủng hộ nhiều hơn. Còn ai mà quan tâm mà muốn mua cái mảnh vườn là xin liên hệ với em nha. Dạ em cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi video của em trong thời gian qua.